Rồi, xin chào anh em buổi sáng. Hôm nay em sẽ quay một con 5018 Thái mới về nha. Rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Đây là 5018 Thái nha. Thì nó nguyên zin 30 luôn. Dặn cho anh em xem, nổ máy sẵn luôn. Giờ đang quay số khung của nó cho anh em xem. Gió trước của nó còn Otani game của nó luôn, F33 đó. Gió sau cũng vậy luôn, 13.6 26. Thử hơi luôn. Đó, hơi còn rất là nhiều luôn, ngon lành. Đầu sau đây không 18 thì em còn nhiều lắm nha. Đây anh em xem cái kho máy của em nè, máy cài bao la cho anh em lựa luôn. Đó, chi tiết cho anh em xem rõ ràng. Là còn đẹp luôn nha, đèn đút là còn đẹp luôn ha anh em. Đây. Đây quay sơ xíu mấy cái này nha. Đây 6040, 8540 có luôn. 5018 còn 45 chiếc, 704708 có luôn ha. Rồi bao la cho anh em lựa luôn nha. Rồi xong chiếc này nha, cảm ơn anh em. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.